Vâng, chào các bạn. Một giai điệu hết sức đẹp và thật sự quyến rũ. Vâng, được vang lên bởi cây đàn U1A Yamaha. Vâng, tôi đã từng chơi một cây đàn U1A để trong phòng làm việc của mình, và sau đó thú thật là vì rất nể một người bạn yêu thích quá, và tôi đã để lại, mang tính chất để tặng cho người bạn tôi. Vâng. Và bây giờ, và hôm nay tôi lại có cơ duyên để gặp một cây U1A tiếng hay như thế này. Vâng, tiếng hay, và có lẽ không có một cái vấn đề gì để chúng ta phải băn khoăn về nó cả. Vâng. Để làm rõ hơn điều đó thì chúng ta cùng đi kiểm tra cây đàn thôi. Vâng, xin mời các bạn. Vâng, cây đàn rất tuyệt vời này được đánh giá như sau. Các bạn nhìn, body là B, key A, pin A, action A và support A. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái support. Các bạn thấy đây, một cái support A của cây U1A được sản xuất năm 1978. Vâng, đã 41 năm nhưng mà cây đàn rất tuyệt vời. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, support không có gì để chúng ta phải băn khoăn cả. Chúng ta xem luôn phần body. Vâng. Đây, mời các bạn xem cái hồi này. Đấy, rất là đẹp. Và các cái góc cạnh không bị chảy xước. Cái chỗ góc cạnh dễ chảy xước nhưng không bị. Đấy ạ, chúng ta xem cái nắp phần bên trong, nắp phần bên ngoài. Đấy. Chúng ta nhìn cái mặt hồi này. Chúng ta có thể xem qua cái phần phía dưới. Vâng, rất là đẹp. Đấy, những cái bê đan để chúng tôi bảo dưỡng rất cẩn thận. Rất là đẹp như thế này. Đấy. Sang ngồi bên này cũng đẹp như thế. Có lẽ đây là một cái cây đàn mà nếu để vào một không gian nào đó, cái phòng khoảng xung quanh 20 mét vuông thì rất là tuyệt hảo. Bây giờ chúng ta cùng xem các cái phần bên trong của cây đàn. Mời các bạn. Và một bộ phím key Kia. Như các bạn vừa nghe tôi chơi, và tôi kiểm soát bộ phím này rất cảm xúc. Rất cảm xúc, tôi có bao nhiêu cảm xúc tôi truyền vào cây đàn thì cây đàn nó vang lại đúng như là cái âm nhạc mà tôi mong muốn. Vâng, rất tuyệt vời. Bây giờ là action đây. Ui giời. Có lẽ là tôi không dám nói là nó giống như cây đàn vừa mới đập hộp, nhưng mà thú thật là nhiều cây đàn mà sản xuất đến nước thứ ba ấy ạ, mà mới, theo quan điểm của tôi không bằng những cây đàn này, không bằng. Và nếu các bạn dùng xong vài năm thì chắc chắn là không bằng. Đấy. Cái đàn này 10 năm sau các bạn thấy có thể nó xuống một chút thôi. Thế nhưng mà những cái đàn mà sản xuất những nước thứ ba thì chỉ sau 3 năm các bạn thấy nó khác hẳn rồi. Tiếp theo là pin. Vâng, các chốt pin cao đều bằng nhau, rất là chuẩn như thế này. Đấy. Tôi phải công nhận là người Nhật cái ý thức sử dụng đồ và giữ gìn cái sản phẩm, từ sản phẩm văn hóa cho đến sản phẩm đồ dụng thông thường, ở Nhật họ đều rất là tuyệt vời. Vâng, pin action key. Và tổng thể chúng ta đã xem một cây đàn rất đáng để chúng ta quan tâm, vâng, rất đáng để chúng ta lưu ý trong việc khi đi mua đàn. Cảm ơn các bạn.